Các bạn quay trở lại với kênh của mình và mình là Sĩ Kẹo đây. Tôi không nhớ là anh em có nhìn được cái gì không, nhưng mà hôm nay không có đem theo mic rời nhá, anh em chịu khó thông cảm nhá. Nhưng mà thôi, về cho editor về sắp anh từng chữ anh em yên tâm. Hôm nay chúng ta có một chương trình là mình sẽ đi quay một cái sản phẩm âm nhạc phục vụ cho Chim Mơ Đại Chiến, và tôi cũng chưa biết tên nó là gì cả. Đây sẽ là một cái triệu view. MV triệu view với sự tham gia góp mặt của Sĩ Kẹo. Anh dự đoán ngày đầu tiên nó sẽ là trên 3 triệu view, ngày công chiếu của dân gian sang ngày 1 tháng 10. Em phải bảo là ở phòng make up này có một điều rất thú vị, có luôn cái biển đó là ai xấu thì trang điểm càng lâu. Bây giờ ok, trang điểm hơn 1 tiếng. Bắt gấu trang điểm hơn 1 tiếng. Vãi cả đàn. Độ C đấy. 22 độ. 24 độ C. Và trời rất là mưa, chúng ta đang ở cái phim trường. Ok. Đó. Xin mọi người em vào em quay ở trong phim trường. Ok. Okay. Hệ thống từ điều hòa này, ánh sáng này. Đây. Ở đây còn có một cái giường. Không, em không biết gì cả, em quay chơi đấy. Dạ. Đây chúng ta có một cái không gian quay trong nhà rất là rộng, một cái studio. À không, đây là một cái big studio rất rộng mọi người nhá. Mọi người có thể nhìn thấy nhá. Thế thì còn thiếu trăm cân năm của chúng ta, mình chưa thấy trăm ở đâu cả. Đấy, Sam đóng với 1977 thuê lớp thì làm gì gạch. Thật ra thì làm càng. Là cái số. Không biết là còn nhân vật nào phản diện đóng nốt đi. Cái này là nửa nạc nửa mỡ các bạn ạ. Tức là vai nào cũng vào vai đúng không? Vai nào vào vai ác. Ô sao anh nói thế? Bây giờ tấm có phải vai ác đâu anh. Có được đóng tấm bây giờ đâu. Có được đóng tấm bây giờ đâu. Tí nó mặc đồ là đóng vai cá mà anh. Hỏng á. Hỏng. Nhưng mà xa mà anh cũng phải trang điểm hơi lâu đấy. Em mới biết cái quy tắc trang điểm ở đây chưa? Mày trang điểm gần bằng thời gian của bố gấu rồi đấy. Anh xin trang điểm lâu, vô lý. Vô lý. Vô lý đây. À, vô lý. Sáng ra nghe tin gì vậy? Nghe nói là anh em thiếu ngủ, Mạnh có thiếu ngủ không? Em ngủ được 3 tiếng rồi. 3 tiếng? Thế là hơi nhiều. Hôm qua, à đâu, sáng nay em ngủ 1 tiếng, may là có đứa gọi là anh em nó nhắc, không em cũng lỡ mất đấy. Mệt mỏi á. Dạ, em đây ạ. Thay đồ rồi ạ. Thay đồ nhé. Ok, chào các bạn, như vậy là mình đã thay phục trang xong. Đây là trang phục của ai nhỉ? Chí Phẹo sao? Tôi không nhớ lắm vì tôi chưa có kịch bản anh em ạ. Và nhưng mà ở đây là có Mạnh ơi, chuẩn bị make up vào việc nhé. Đây. Sự chú ý của ta lỡ va phải vào ánh mắt của nàng. Hello người chị em. Người chị em tên gì? Người chị em ở đâu ấy nhỉ? Ở đây tự nhiên có cô gái dân tộc lạc ở đây anh em, cô gái bản. Bắt luôn. Không, bắt án mạng đấy. Điên à? Tôi không dám anh em ạ. Tôi chỉ là Chí Phèo thôi, Chí Phèo chỉ hợp đôi với Thị Nở thôi, không ạ? Đây với thanh niên đẹp trai Mạnh Phân Kỳ. Ui, tóc này tí mấy em đẹp trai. Tôi thấy là Mạnh Phân Kỳ là nhân tố bí ẩn, hát hay lắm anh em ạ. Hát hay thật sự. Quay ngoài trời thì em không biết là chắc nó bị delay việc. Tuyệt đối là không đăng nổi vlog trước khi ra MV nha. Chắc chắn. Quên các bạn.
Ok ạ. Ông một lít bạn nào ra. Cái này là sau khi ra nhá. Coi như là dạ. Coi như là máy kênh. Cái đọc MV của mình to luôn. Dạ vâng. Dạ. Mày mà đang mà có bệnh cấm vận đấy. Dạ vâng, em biết rồi. Nhưng mà Hà Nội này trở gió, liệu nơi đó có nhớ anh không? Thôi, đừng thả thính nữa. Em không biết thả thính đâu. Bây giờ các cháu của em là chú anh ạ, làm sao mà thả thính được với ai? Làm sao được? Em lên livestream em toàn đòi bục các cháu 2k5. Cái fanpage với cái kênh của tao mẹ vào bao giờ toàn là mẹ anh cả chú bác. Ăn nấu có được mấy. Không sao cả. Thôi anh em ạ, châu già thích gặm cỏ non, tôi thích gặm cỏ non chứ. Bây giờ chỉ thích các cháu 2k5 thôi. Ngủ là may rồi, chú chưa. Chào em. Anh vô lý ơi, anh vô lý. Mẹ em yêu anh vô lý. Bì đi vạ lùn. Ở đây qua đây ai cũng được làm anh chị cả mọi người, nhưng mà thôi mình ít tuổi, mình là em thôi. Mình chỉ thích làm máy bay thôi. À, vô lý. Nãy vừa bảo thích các cháu 2k5 này. Đây câu ạ. Không biết các ông nhìn thấy gì không? Tôi xem lôi chạy ra học lời, không tí là tôi sẽ bị... Lời chứ. Thật ra tôi cũng thuộc rồi, lời cũng thuộc nhiều thôi, phải thuộc học lời. Tí quay cho nhanh. Là tối tôi còn về livestream với anh em được. Trời ơi, đợi đấy mà tối về livestream, mình livestream 12 giờ đêm mà. Đúng rồi, em tính thế mà anh, mà em livestream 12 giờ đêm mà. Nhá. Tôi là Chí Phèo. Nhưng mà tôi không có vết gạch nào ở mặt. Tôi muốn lương thiện, nhưng ai cho tôi lương thiện? Ta tưởng là tôi muốn gift code, nhưng ai cho tôi gift code? Con đầu tháng mới phát hết cho các bạn đấy. Đợi tháng sau nhá. Tháng sau phát cho nhá. Tháng sau chắc vẫn nhiều cốt bình thường. Cái mời chỉ thích ở nhà nằm ngủ đắp chăn ôm người yêu. Nhưng mà tôi chợt nhận ra tôi không có người yêu. Nhưng mà thôi, Chí Phèo có thích nào mà. Giờ này khá đuối. Tôi đã đến đây vào lúc 6:30, bây giờ 9 giờ rồi. Tôi nghĩ là chắc khoảng một tiếng nữa chúng ta có thể action vào quay. Chứ mà chấm nước ruồi thật hả chị? Tí cọ vàng tới là phải làm quen với cọ vàng. Sao ơi, nói gì đi? Thế sao giờ? Không biết nói gì. Nhưng mà mình chơi xem. Nước ruồi đỏ hay đen chị? Đừng đúng chị. Chấm nước ruồi. Còn tí tôi không biết. Tôi nghĩ là chắc rạch mặt bằng son. Các bạn nghe đấy bao giờ chưa? Lấy son tô lên ấy. Đúng không? Chắc là như thế. Trang bao nhiêu học sinh đi học ấy nhỉ? Ông đẹp trai ấy nhỉ? Thưa các bạn, chị mơ chưa? Gần xong chị ơi. À, bạn này làm mặt ấy cho chị. Mì mì. Em đây ạ. Ô, dán dâu đẹp trai quá. Đi vào đi mọi người. Bạn nào mà xong hết rồi thì đi vào với chị đi. Em đây chị, bây giờ phải ngồi chế tạo. Không, tí đó. Cái khăn là kẹt que chứ, cái khăn buộc thế này hay là buộc lại đấy ạ? Ê ơi, vẽ xong nó bầy bầy nhảy trên mặt đấy. Cái khăn cố cần có lá, có chứ nhỉ? Thôi, theo yêu cầu người ta bảo khó rách thế chị ạ? Phải khó rách. À, đi mưa về. Thế chị nhờ chị ơi. Thôi đấy. Hàng ấy cho các bạn.